Quân bên mình thực sự là chúng ta vượt khó trong trận đấu đầu tiên là hai trận đấy. Theo như tôi thấy là bên mình vượt khó hai trận đấy. Trận đầu tiên thì Summer của game thủ xi măng cân đôi, và trận vừa rồi thì Tếu cũng được coi là bài cân đôi. Bên đội bạn là Pan AC, chúng ta là Zoom Sam. Quân là vất vả hơn, khê hơn. Đéo vào được. Bài Roma này đang có vẻ là hơi rách. Hơi rách. Và đúng là theo đồ đây. Nó vẫn là như vậy, càng vượt khó thì nó lại càng khó. Càng vượt càng thấy khó. Quân cảm giác đây là thắng được xe đầu xong, tưởng là thơm rồi. Nhưng trận đầu tiên của xe đầu thứ hai, Quân vừa ấy được đấy. Vâng. Ôi đây đôi voi đồ đấy chứ đồ đâu nữa. Vâng, đồ là đây chứ đâu nữa. Hơi đáng tiếc rằng là chúng ta thấy đồ này hơi muộn. Giá như mà thấy đôi voi này sớm thì ngon hơn. Đá bây hiệu lại về với chiếc BS ăn vàng thôi. Đặt một cái BS làm vàng, sau đó là đá bây hiệu về rồi câu đôi voi về đấy cũng được. Không vấn đề gì cả. Voi muộn thì chúng ta lại ăn theo kiểu muộn. Hiệu 5, đôi voi, quả phụ là đủ đồ. Rồi cứ bình tĩnh thôi. Ít mẹ tự nhiên buồn ngủ thế. Mẹ đánh được 1C. Ok. Mình mẹ bình luận từ chiều giờ. Từ 1 giờ là 2 kèo liền mà. Đăng ký gì tối nên 4-5 kèo rồi chẳng Rogan, Yuri. Yuri. Rồi bài Roma này gọi là tạm tạm rồi. Mình quay trở lại với bài của người cầm Summer. Úi dồi ôi, Summer chắc không nên nổi đời. Không biết được kích được đời 3, à đời 2 chưa nữa cơ. Úi dồi ôi. Vâng, thậm chí giờ chưa kích được đời 2 thế thì chịu. Bài Summer này thì lên đời muộn lắm. Rút mỗi cái điện thoại thôi. À, bên này thì sẽ là bài 14X đến từ Tếu. Chưa ai lên đời đâu. All of them.
Almas. Và biết đâu là bên đội bạn cũng không lên đời đâu. Summer của game thủ xi măng chắc phải 12. Thế màu 4 thì lang thang sang bên này làm cái trò gì đây? Béo là người cầm AC. Nhưng nói gì thì nói, chất quân của đội bạn nó vẫn khủng hơn so với chúng ta. Nhưng mà nếu mà đội bạn không lên đời được thì chúng ta vẫn có hoàn toàn có cửa thắng. Đây là những con nông dân đang kéo về đến từ người cầm ban. Không, chính xác đây là người cầm AC. Nó di chuyển là rất linh hoạt. Và những thao tác di chuyển dân về là rất linh hoạt và đi là những bước chân rất là chắc chắn. Nhưng bây giờ thì nó đang tỏ ra run sợ trước những con ngựa giò này của người cầm Roman. Roman của chúng ta là công giáp đầy đủ nhưng chúng ta không dám mạo hiểm lao vào cái khe này. Rất có thể bị vẩy e và bị bắt ngược con ngựa giò. Đó. Và đang rất khó chịu đến từ con ngựa giò của game thủ Tẹo. Chúng ta cũng không dám lao vào, còn đối bạn thì cũng không dám nhảy ra. Và ông vẩy e hai cái là rất nhanh tay đến từ Bèo. Thôi Bèo ạ, chui hẳn vào trong đi. Đó. Như vậy là họ vẫn vẩy được e. Họ vẫn vẩy được e. Bèo thì chưa lên đời đâu. Được. 27-28. Như vậy là Tẹo có thêm một bãi quả nữa để có thể ăn hoa. Ôi màu 2 chưa lên đời đâu này. Màu 2 còn chưa lên đời này. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng là ôi trời ơi, map khê dành. Ôi trời ơi, map khê dành cho đội bạn. Vâng, map khê dành cho đội bạn anh em ạ. Quân của đội bạn thì rất đẹp nhưng mà đội bạn không ai chịu lên đời cả. Vâng, đội bạn không ai chịu lên đời. Hãy giò thì Omo đến từ người cầm ban. Vâng, giò Omo thì gặp dân Summer nó vụt chết. Nó vụt chết. Vâng, đội bạn ấy là không lên nội đời nữa cơ. Và 1-0 ở trong trận đấu thứ hai. Nhìn tưởng là cái map khê, hóa ra lại là không khê. Được không? Vào đấy. Tên này bãi quả này, ui giời ơi, cái bãi quả ngay cạnh rừng kìa. Ôi nhưng không sao, thắng là được rồi. Chịu đấy.